Chỉ còn 10 ngày nữa, Festival Nghề Truyền thống Huế sẽ diễn ra. Đây là khoảng thời gian mà các làng nghề đang gấp rút với công tác chuẩn bị, hoàn thiện các sản phẩm ra mắt công chúng. Ghi nhận tại làng gốm cổ Phước Tích, huyện Phong Điền. Đôi bạn Sophie và Jerome đến từ Pháp đang thực hiện những tác phẩm gốm mà mình yêu thích tại cơ sở sản xuất gốm và trưng bày ở ngôi làng gỗ Phước Tích. Vùng về trong thao tác, nhưng cảm giác của đôi bạn trẻ này là vô cùng thú vị. Tôi thấy việc làm này thật thú vị. Từ tay mình làm hình bình gốm thật thích. Cảm giác thật tuyệt vời. Lần đầu tiên đến đây, tôi thấy mọi thứ thật yên bình. Nhiều sản phẩm gốm để lựa chọn. Cảm giác thật thích thú. Đi du lịch nhiều nơi, đến đây tôi thấy yêu các nghệ nhân làm gốm. Qua sự hướng dẫn của những người thợ gốm ở đây, tôi nhiều năng hình tượng. Hy vọng sản phẩm của hai chúng tôi làm ra sẽ đẹp. Những ngày này, cơ sở sản xuất gốm Phước Tích đang khẩn trương sản xuất, hoàn thành các mẻ gốm để đưa sản phẩm tham gia Festival Nghề Truyền thống Huế 2017. Các kỳ Festival Nghề Truyền thống Huế tổ chức, làng gốm Phước Tích đều tham gia tích cực. Tại festival lần này, hơn 450 mẫu sản phẩm gốm các loại như chầu, om, niêu, ấm, tổ, cổi tiêu, bình vôi, chum, ghè, thạp, thống đang được hoàn tất để có thể trưng bày phục vụ du khách. Thật ra qua những kỳ festival của hương xưa làng gỗ thì mỗi năm thì mình thấy là nó cũng rất là phát triển. Nhưng mà về cái kinh tế, về cái cơ sở hạ tầng của Phước Tích thì nó đang còn thiếu thốn, cho nên cái du khách thì họ đến đây thì họ không đến, họ không giữ, không níu chân họ được lâu. Thì mong muốn làm sao thì cái quỹ cấp chính quyền họ sẽ tạo ra những cái điểm nhấn, ví dụ nhiều cái dịch vụ vui chơi, nhiều cái dịch vụ bánh hay là bất cứ tất cả những cái gì có liên quan đến du lịch, thì mong làm sao phải có nhiều điểm nhấn thì để níu chân cái du khách họ ở lại lâu hơn. Trong hành trình du lịch đến Huế, tour du lịch hương xưa làng cổ ở Phước Tích đã và đang mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ngoài ngôi làng xưa cổ với những ngôi nhà rường, khách du lịch còn được tận mắt chứng kiến các công đoàn sản xuất gốm Phước Tích, một nghề truyền thống hình thành từ lâu đời. Những sản phẩm gốm ngày nay của Phước Tích không chỉ mang tính dân dùng mà còn mang tính trang trí ứng dụng có giá trị thẩm mỹ cao. Trong những ngày cuối tháng 4, gốm Phước Tích không chỉ tham gia tại Festival Nghề Truyền thống Huế 2017, mà những nghệ nhân làm gốm cũng đã sẵn sàng quảng diện những mẫu thiết kế mới đến với du khách gần xa.